Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Lời đầu tiên, Đạt Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay là ngày thứ 6, xin chúc cô chú anh em có một cái cuối tuần gặp nhiều cái thuận lợi, thành công, may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay mình đã đọc được một cái bài các bạn về cái tình hình làm thẻ căn cước ở Việt Nam, đặc biệt nhất là ở Sài Gòn. Khi mà người dân phải chờ dài cổ, khi mà chi phí cho cò khoảng 150 đô la Mỹ thì sẽ trong vài ngày sẽ có, còn nếu không thì sẽ không có hoặc nó lâu. Thì bạn thấy cái cuộc sống ở bên Việt Nam, người dân đã khổ, đã cực, đã làm lương nó thấp, nhưng mà khi ra làm giấy tờ thì nó không có như ý của người dân. Anh nào tới trước thì làm trước, anh nào tới sau thì làm sau. Nhưng mà cái gì nó cũng có cò, bạn, trong bệnh viện nó cũng có cò ha, mua đất nó cũng có cò đất, làm về giấy tờ nó cũng có cò giấy tờ, nhà nó cũng có cò nhà. Nói chung cái gì nó cũng có cò thì nó sẽ kiếm chán. Cuối cùng người dân, người tiêu dùng, người sử dụng là người khổ nhất. Thì trước tiên mình chia sẻ cái vấn đề đó, mình muốn nói về cái tình hình của Nga và Ukraine một chút xíu. Thì bạn thấy cái tình hình của Nga và Ukraine càng ngày càng nóng lên chứ nó không có nguội lại. Thì Mỹ vẫn tiếp tục đưa đồ chơi cho Ukraine, nhưng mà đưa không có đủ các bạn, cho nên họ rất là vất vả. Thì trong khi đó là Anh Quốc hiện tại đã tuyên bố đưa cho Ukraine trên 1 tỷ đô la, khoảng 1 tỷ 2 tỷ rưỡi gì đó về vũ khí nha các bạn. Anh Mỹ thì anh nói đó là đưa 40 tỷ, 50 tỷ, mười mấy tỷ đợt nộp, đợt 2. Nhưng mà cuối cùng Ukraine nhận lại những cái đồ ngâm vố, đồ tào lao, đồ bí đao gì không. Cho nên Ukraine không có làm gì được đó các bạn. Thì Anh Quốc hỗ trợ cho Ukraine rất là hết mình. Thì Mỹ cấm vận thằng Nga thì ai cũng biết rồi, làm cho kinh tế của Nga nó trở về giống như thời đồ đá. Người dân Nga cuối cùng là khổ nhất thôi, chứ Putin nó đâu khổ các bạn. Và nước Nga đã vỡ nợ. Tuy nhiên vỡ nợ này thì nó nói cho nó vui chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nói chung là chính quyền của Bí Đần làm không có được các bạn. Nhưng có cái được là cái gì? Khi mà Putin đi qua bên thằng Tàu lúc mà hội đại hội Olympic mùa đông á, thì nói ê mày, tao đánh Ukraine đó nha, mày ủng hộ tao nha, ok quốc nó đi. Thì bạn thấy là Putin về quốc Ukraine và kêu Nga kêu Tàu ủng hộ giúp đỡ về quân sự, về tiền bạc rồi kia. Nhưng mà khi bị Mỹ cấm vận các bạn, thì thằng Tàu nó rút tay ra, nó không dám. Mỹ nói rồi, nếu mà mày thò tay vô là tao chơi mày luôn á. Thì rõ ràng Mỹ đã chơi, không phải vẫn chơi đâu các bạn. Và các nước nào mà giúp Nga, lén giúp Nga sẽ bị chịu luôn một chung số phận. Anh Mỹ anh dữ lắm, anh mạnh lắm chứ không có dẫn chơi đâu. Thì trong khi đó Việt Nam âm thầm giúp Nga về mặt quân sự, đã bị Mỹ cho công ty Việt Nam vào danh sách đen vì hỗ trợ quân sự cho Nga. Thì mình cùng nhau chia sẻ cái bài này và chút nữa nói về cái thẻ căn cước luôn các bạn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa một công ty của Việt Nam vào danh sách đen thương mại và cáo buộc công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội Nga. Khi mà Việt Nam á, nói là Việt Nam là trung lập, 50, 30, 40, không có hỗ trợ nước này đánh nước kia, không cho ai lập căn cứ quân sự, không có mà lấy nước mạnh nước yếu, không có này, không có kia. Nhưng không có phải đâu, họ đã bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc và họ bỏ phiếu chống giúp Nga không bị loại ra Hội đồng Liên Hợp Quốc, và họ coi như là không có phải là cái này là cái tội chủng diệt chủng ở Bucha, ở Mariupol vân vân các bạn. Không, họ đang nghiêng đi theo Nga với Tàu. Thì nước đang bị Mỹ phương Tây cô lập cũng như chế tài do xâm lược của Nga. Công ty của Việt Nam nằm trong số 36 công ty bị Bộ Thương mại Mỹ bổ sung thêm vào danh sách các pháp nhân thương mại bị hạn chế nghiêm trọng quyền chuyển tiếp cận công nghệ và mặt hàng của Mỹ mà bộ này giám sát. Bộ Thương mại Mỹ thông cục công nghiệp an ninh ngày 28 tháng 6 cho biết trong một thông cáo khi ban hành quy tắc rằng 36 công ty đến từ 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam, bị đưa vào danh sách đen
này thì phải tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng của quân đội Nga bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm vào đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được thực hiện bởi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như các đối tác cũng như trong chúng tôi nhằm hạn chế khả năng sửa chữa, thay thế và tiếp tế cho quân đội Nga. Quân đội Nga đó là bây giờ nó hết đồ chơi rồi các bạn. Con chip điện tử nó cũng không còn cho vũ khí và đồ phạt á, linh kiện á, để nó ví dụ như giống như xe tăng nó bị mất con ốc đi, thí dụ vậy, nó cũng không có luôn các bạn. Nó sản xuất cũng không có luôn. Thí dụ thì Việt Nam ơi, để tao làm cho tao đưa ổ đồ đó còn nè, tao tháo bên đây gắn bên kia. Đây, mày không được, không được. Và sẽ tiếp tục thắt chặt hơn chừng nào Putin vẫn còn cố chấp thì vẫn siết. Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp an ninh nói một thông cáo, ông Estevez còn cho biết rằng hành động này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến với các tổ chức cá nhân trên toàn cầu rằng nếu họ tìm cách hỗ trợ Nga thì Hoa Kỳ sẽ cắt bỏ họ. Nha, cố gắng làm đi. Công ty Việt Nam nằm trong danh sách bổ sung của Bộ Thương mại Mỹ và công bố trên trang báo của Liên bang Federal Register. Nói rằng công ty này tên là Kinpei Technology International Com Limited với địa chỉ ở phường Linh Xuân thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này cũng có địa chỉ ở Nga và ở Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho biết cái công ty Kinpei Technology này nằm trong số 6 công ty trước đây cung cấp mặt hàng các pháp nhân đang quan tâm của Nga trước ngày 24 tháng 2, 2022, thời điểm Nga phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine và tiếp tục cung cấp cho pháp nhân của Nga các bên bị chế tài sau khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược ở Ukraine. Công ty này cùng với các công ty khác của Trung Quốc là thằng Litva, Nga ở Anh, bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc đang hỗ trợ cho quân đội hoặc căn cứ công nghiệp của quân sự của Nga. Thì cái này các bạn rõ ràng là Việt Nam đang hỗ trợ Nga để cho né tránh đồ này kia để giúp thằng Nga. Thì Việt Nam sẽ bị chế tài nếu Việt Nam vẫn còn cố tình. Và bây giờ nói về trong nước thì bây giờ các bạn đi làm thẻ căn cước, những cái người ta phàn nàn. Trong lúc nhiều người dân phải đợi vài tháng và có khi cả năm vẫn chưa nhận được thẻ căn cước công dân gắn chip, tại sao? Ở bên nước Mỹ này, bạn đi ra, bạn hết hạn, ha, hoặc bạn đi làm cái thẻ căn cước ở Mỹ á, là nó là dính vô cái bằng lái các bạn. Cái bằng lái là thẻ căn cước. Còn Việt Nam đó là vừa chứng minh nhân dân, rồi bằng lái, rồi xe mô tô, bằng lái xe hơi, tôi tùm lum la hết. Mà mỗi lần làm là mỗi lần người dân chày da chốc giải. Thì những người chịu chi bạc triệu cho cò dịch vụ có công an bảo kê thì chỉ 4 ngày là có rồi. Nó giống như bạn đi thi bằng lái thôi. Bạn đi bằng lái, bạn có tiền này vô, bằng luật đó vô, nó chỉ đậu hết à. Người dân tại các tỉnh ở Việt Nam đang phải đồng loạt đi làm thẻ căn cước công dân để gắn chip theo khuyến cáo của Bộ Công an, để đủ yếu tố bảo mật và tích giữ liệu do dân cư cho một cái thẻ đó. Tình trạng này dẫn đến việc hệ thống xử lý của Bộ Công an quá sức chưa. Họ làm không ra mà cứ lúc nào nó cũng làm như là dữ lắm. Hệ lụy là người dân và một số nơi như Sài Gòn phải xếp hàng lấy số thứ tự từ 5 giờ sáng chờ đến ít nhất là vài tháng mới có thẻ căn cước. Có lẽ do đụng đến yếu tố tiêu cực của ngành công an nên báo Pháp luật thành phố ngày 28 tháng 6 ghi chú rằng bài viết của họ có sự phối hợp xử lý của công an ở Sài Gòn. Báo này cho biết từ hồi tháng 4 trên Facebook xuất hiện nhiều bài đăng chào mời làm căn cước dịch vụ với lời bảo đảm từ cò rằng chỉ mất 3 đến 5 ngày là nhận được thẻ căn cước nếu trả tiền. Đó các bạn, thì bạn thấy rõ ràng không? Thì ai ở Việt Nam thì có thấy không, có hiểu không, có biết không, không biết nha. Thì cái này bạn thấy rõ ràng đi. Ok.
Phóng viên báo pháp luật thành phố đóng vai người cần làm thẻ căn cước và được cò dẫn đến gặp ông Lê Ngọc Minh, công an viên đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an ở Gò Vấp. Tại trụ sở công an, để đúng quy trình, ông Minh cho phóng viên tạm trú trên giấy tờ tại một địa chỉ ở đường Lê Lợi, phường 4, Gò Vấp. Đáng lưu ý là báo pháp luật ở thành phố cho biết là từ hồi tháng 4 năm ngoái, ông Minh từng dính vụ móc nối cò để bán số thứ tự làm căn cước cho công dân, cho những người không muốn phải xếp hàng với chi phí là 500.000 đồng, là 21 đô la. Đến năm nay, chính ông cũng dính tới đường dây làm nhanh và thẻ căn cước và lót tay là bây giờ là 3.5 triệu đồng, là 150 đô la. Sau khi sự việc được vỡ lở, hiện ông Minh đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Dường như để định hướng dư luận rằng đường dây cò nêu trên chỉ do một công an viên biến chất như ông Minh nhận bảo kê, báo Luật pháp thành phố ngày 29 tháng 6 viết thêm. Theo một lãnh đạo công an Gò Vấp, trường hợp của đại úy Minh là cá biệt, có dấu hiệu móc nối và người bên ngoài để làm điều không đúng. Bên cạnh việc là tạm đình chỉ để làm rõ và xử lý nghiêm khắc hành vi của đại úy Minh này, công an cũng làm rõ những người liên quan để xử lý. Thì bạn thấy ở Việt Nam khi mà nó có một cái này cái kia là nó tiêu cực lắm bạn, cái gì cũng nó khổ cho người dân, cái gì cũng vòi tiền hết. Thì nó làm nó cứ ra cái lực nào là người dân khổ cái lực đó. Bạn cứ thấy đi, cái tiền mà Covid con dịch đi, Mỹ cũng lực mới, Mỹ cũng cho tiền, Việt Nam cũng cho tiền, ok. Mỹ anh nào có thứ tự rõ ràng đâu đó, có là có, không là không. Còn Việt Nam thì lung tung beng, người thì có, người thì không, người thì có 1 triệu 2, người thì có 1 triệu 4, người thì chẳng có, người thì được diện này, người không được diện kia. Bao nhiêu thứ nó làm cho khổ cực các bạn nha. Người dân nó rất là khổ, cuộc sống nó khổ, nó nhìn vô. Vậy mà cứ là Việt Nam là nơi đáng sống, Việt Nam là nơi chất lượng sống, Việt Nam là chất lượng sống nó đang tăng là 30 mấy bậc từ năm ngoái đến năm nay. Không biết chất lượng sống nó cái gì đó, đó là chất lượng sống đó. Hiện tại mà đi làm giấy thẻ căn cứ thôi, chất lượng sống đó. Một người ở dưới Bến Tre cho mình biết, đi làm thẻ căn cứ luôn, ok, vô giấy tờ khó khăn, cũng hên quá gặp anh này ở hàng xóm và không phải ở hàng xóm, anh này học chung với con của ảnh rồi, coi phải em không, em ở đây đúng không, ok rồi, thôi ngày mai em về đi, em ngày mai bây giờ em về đi, ngày mai em tới anh gặp anh thì em sẽ có cái được cái này gọi là quen biết đó bạn. Quen biết nó dễ lắm, hoặc là chi thì nó dễ lắm, còn bạn không biết bạn lên làm thứ tự thật sự là nó rất là phơi, đúng không? Các bạn có thấy rõ như vậy không? Đó là báo ở Việt Nam họ đăng như vậy. Tình hình nó phức tạp, cái gì cũng phức tạp, tới từ con dịch đến làm nơi làm cái tờ giấy chứng minh nhân dân thôi mà bảo bạn, nó đâu có gì đâu mà quá đáng mà cũng phải chi tiền này chi tiền kia, hoặc đó đợi dài cổ ra mới có tiền thì cái gì nó cũng dễ, không tiền nó khổ vậy đó. Cái chất lượng sống đó, nó nói vậy đó, nói đi nói lại chất lượng sống là tiền và tiền và tiền, nhưng mà tiền ở đâu ra? Không có tiền là chỉ có khổ thôi. Vô bệnh viện không có thuốc, không có tim, không có tim mà rồi dây rồi đồ đựng nước tiểu rồi gì phải đi ra mua rồi này kia, người dân phải đi mua từng cái thứ đó, vậy vô bệnh viện cái kiểu gì ạ? Rồi thuốc này thuốc kia thuốc giả thuốc, ôi trời, nói ra là một cái nó rất là tiêu cực các bạn, thấy không? Nói về đến y tế đó, đó là nói về giáo dục thì muốn thấy rồi, tiền sách giáo khoa tăng, tiền học tăng gấp 3, gấp 5 lần, năm nay không tăng thì năm sau nó tăng. Đó thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Và bye bye.